Mến chào quý vị và các bạn trở lại với kênh Chuyện Ma cùng Thiên Như. Và mình là Thiên Như, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong buổi nghe chuyện ngày hôm nay. Chúc tất cả các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Thì câu chuyện thứ nhất á, mình được một người bạn kể về. Thì cái sự việc này á, diễn ra ở trong chính ngôi làng của bạn luôn. Thì ngày hôm đó mới có 4 đứa nhỏ là 4 thằng con trai. 4 đứa nhỏ này mới kéo ra ở ngoài một bãi đất trống để mà chơi năm mười. Cạnh bên cái bãi đất trống này là một cái nghĩa địa nhỏ nhỏ thôi chứ không có lớn lắm. Thì xung quanh cái nghĩa địa cũng được bao bọc lại bằng cái hàng rào mà lưới B40 mấy bạn. Thì có một cái nghĩa địa ở cạnh bên cái bãi đất trống mà 4 đứa nhỏ chơi như vậy ha. Thì 4 đứa mới chơi năm mười. Chơi đâu tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ á, thì có một cái đứa nó mới mắc tè. Nó ra một bên nó tè, rồi nó mới rủ 3 đứa còn lại. Thì những cái trò chơi muôn thở luôn của những cái đứa nhỏ mà những thằng con trai á, thì nó sẽ chơi cái trò mà thi coi ai tè được xa hơn. Thì trong nhóm 4 đứa đó thì có một đứa nó tên là Thắng. Không biết làm sao á, do nó tè được cái khoảng cách ngắn nhất cho nên là nó là cái người thua cuộc. Khi mà bị thua như vậy, bị 3 đứa còn lại chọc quê dữ quá, cho nên là thằng Thắng nó mới quê. Nó mới chui qua bên cái hàng rào B40, nó mới chui qua đó. Nó leo lên, nó đứng ở trên một cái ngôi mộ bằng đất. Mà cái ngôi mộ này lúc này cũng không có phải là một cái ngôi mộ cao nữa. Do thời gian mưa gió làm cho cái ngôi mộ này nó lạng từ từ. Bây giờ cái mộ đó nó chỉ cao hơn mặt đất tầm khoảng 3 gang tay thôi. Thì thằng Thắng nó mới leo lên ngôi mộ đó, nó đứng như vậy. Thằng Thắng lần này chơi một cái trò mà gọi là chơi ngu để tiếng luôn. Nó đứng ở trên đó, nó vạch cái quần ra và nó đứng nó tè lên trên cái ngôi mộ đó luôn. Khi mà 3 cái đứa bạn còn lại thấy một cái cảnh tượng mà thằng Thắng nó lại liều như vậy, thì 3 đứa kia mới bắt đầu là xanh mặt mày hết trơn hả. Kêu là Thắng ơi mày xuống đi, ở chỗ mồ mã người ta mày làm vậy là không có nên. Thì 3 đứa bạn kia mới kêu thằng Thắng xuống. Khi đó thì Thắng đang cảm giác là mình đang đứng ở trên đỉnh vinh quang, đang có cảm giác chiến thắng. Thì Thắng nó rất là ngông nghênh, nó đứng đó nó tè mà nó phẩy là ướt hết trơn cái ngôi mộ đó luôn. Rồi thì sau đó thì Thắng nó cũng chịu đi xuống khỏi cái ngôi mộ đó. Và tụi nó tiếp tục chơi năm mười với nhau. Rồi thì qua ngày hôm sau á, 4 đứa cũng có hẹn lại để mà tiếp tục chơi năm mười. Nhưng mà ngày hôm nay á, thì tự nhiên á, thấy thằng Thắng nó thay đổi lạ lùng lắm. Bình thường á, Thắng là một cái đứa mà nó hay nói chuyện bép xép, cứ nói chuyện miết rồi vui vẻ, rồi tăng động lắm, hay phá cái này nghịch cái kia. Nhưng mà ngày hôm nay khi hẹn ra chơi năm mười với nhau thì Thắng nó bắt đầu nó trở nên nó im lặng một cách lạ lùng luôn. Ai nói gì thì nó làm thôi chứ nó không có đáp lại, không có chọc ghẹo giỡn quậy phá với bạn bè như là mọi hôm nữa. Thì đây là một thằng Thắng hoàn toàn đối ngược với cái thằng Thắng của những ngày bình thường. Khi mà thấy lạ như vậy thì 3 người bạn của Thắng cũng mới là hỏi han. Nhưng mà khi hỏi thì Thắng nó lắc đầu, nó mới nói là không có gì đâu. Rồi thì 4 đứa cũng bắt đầu chơi năm mười với nhau. Thì cái bàn đầu tiên, cái ván đầu tiên là có một trong 3 đứa còn lại mới là bị thua là phải giữ. Thì 2 thằng bạn còn lại và thằng Thắng sẽ là cái người mà đi trốn để cho cái người kia đi tìm. Rồi sau khi đếm từ 5, 10 cho tới 100 xong, rồi thì cái đứa mà bị thua cũng đi tìm. Tìm được tầm khoảng 10 phút là tìm được 2 cái đứa còn lại rồi. Nhưng mà cái thằng Thắng nó vẫn chưa có được tìm ra. Thắng núp ở đâu kỹ quá thì những người bạn kia không có biết. Thì kiếm tầm khoảng nửa tiếng đồng hồ luôn, thấy mà kiếm mệt quá rồi không có. Thì cái người mà cái đứa mà bị thua giữ thì cái đứa đó mới nói Thắng ơi tao xả mày đó, bạn này bị thắng rồi. Sau khi mà lên tiếng nói là thằng Thắng nó bị xả rồi, thì mà đợi hoài thằng Thắng nó không có đi ra. Không biết có chuyện gì thì 2 người bạn của nó cũng đi vòng tìm. Là lúc đó cả ba cái đứa bạn còn lại á, là đều túa ra để mà đi tìm Thắng. Nhưng mà tìm khoảng 15 phút hơn á, thì không có thấy Thắng đâu hết trơn á. Rồi ba đứa cũng xúm lại nói với nhau, chắc là thằng Thắng nó đã chơi ăn gian, nó bỏ về nhà trước rồi, cho nên kiếm mới không thấy. Chứ cái bãi đất này á, nó đâu có rộng dữ vậy đâu mà kiếm hoài không thấy. Rồi thì ba đứa cũng xúm lại chơi 5-10 tiếp tục. Chơi đâu chứ tầm khoảng hơn 1 tiếng nữa thì ba đứa mới mạnh nhà ai nấy về. Cho tới tối ngày hôm đó thì người mẹ của Thắng mới tới nhà ba người bạn của Thắng, mới hỏi là bữa nay Thắng có đi chơi chung với tụi con không? Sao giờ này Thắng chưa về nữa? Khi mà được hỏi như vậy thì cả ba người bạn kia đều rất là bất ngờ. Tại vì ba người bạn này nghĩ là Thắng đã chơi ăn gian, bỏ về nhà trong cái lúc mà họ đã chơi 5-10 rồi. Nhưng đến bây giờ lại nghe người mẹ của Thắng hỏi lại là bây giờ vẫn chưa thấy Thắng về nhà nữa, thì cả ba người bạn rất là ngạc nhiên. Thì ba người bạn này mới nói lại là hồi sáng tụi con chơi 5-10, thì tụi con chơi đang tìm kiếm thì thằng Thắng nó núp ở đâu kỹ quá, tụi con kiếm không ra. Tụi con mới nghĩ là Thắng nó về nhà rồi, cho nên tụi con chơi xíu rồi tụi con cũng về luôn hà, không có thấy thằng Thắng nữa. Khi mà hỏi tới là địa điểm của mấy đứa nhỏ chơi 5-10 ở đâu, thì người mẹ rất là bất ngờ khi mà nghe bốn đứa nhỏ này là chơi ở cái khu đất kế bên cái nghĩa địa. Khi mà nghe tới nghĩa địa thì người mẹ của Thắng rất là lo lắng. Thì người mẹ mới gọi điện cho ba, và nhờ những cái người hàng xóm ở trong làng mới túa ra ngoài cái khu bãi đất trống đó và đi tìm. Tự nhiên khi mà vừa ra tới cái bãi đất trống đó thôi thì mưa ở đâu không biết mà mưa như trút nước vậy, mưa ào ào ào, mưa lớn dữ trời luôn. Thì mọi người mới đi về nhà, không có đi tìm kiếm ngay cái lúc đó được. Buổi sáng là trời quang mây tạnh rồi, mọi người mới lại tiếp tục ra ngoài đó mà đi tìm. Khi mà ra đi tìm chỉ tầm khoảng 5 phút thôi, nghía qua cái khu nghĩa địa thì đã thấy cái thi thể của thằng Thắng đang nằm trên cái nấm mộ ngày hôm qua, mà chính là cái nấm mộ mà thằng Thắng nó đã tè ở lên đó và đã dỗ ngực xưng tên là mình là người chiến thắng ở trên chính ngôi mộ đó luôn. Lúc này thì cả cơ thể, cả người của thằng Thắng đã lạnh ngơ lạnh ngắt rồi, khuôn mặt thì tái chạch trắng mét luôn. Nhưng có một điều lạ là quần áo trên cơ thể của Thắng là hoàn toàn không có bị ướt luôn, quần áo là khô queo luôn. Mặc dù ngày hôm qua đã có một cái trận mưa giống như là trút nước, mưa rất là lớn, nhưng mà không hiểu sao thì quần áo của Thắng lại khô queo vậy hà. Nhưng mà ở trên miệng của Thắng là còn thấy là ngậm một cái họng đầy đất luôn. Ở bên lỗ tai cũng bị nhét đầy đất luôn. Không biết chuyện gì đã xảy ra với Thắng, nhưng mà ngày hôm nay Thắng đã phải bỏ mạng như vậy rồi. Khi mà nghe kể lại sự việc thì mọi người cũng đoán được chắc là do phần nào Thắng đã quấy phá và tè lên cái ngôi mộ, sỉ nhục cái ngôi mộ như vậy. Cho nên hẳn là cái vong linh ở trong cái ngôi mộ này họ đã tức giận và trừng phạt Thắng như vậy ha. Thì cuối cùng cũng đem thi thể của Thắng về nhà để mà làm đám tang. Thì chỉ vì một cái phút chơi ngu như vậy mà Thắng đã phải đánh đổi bằng cả cái tính mạng của mình luôn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên trong ngày hôm nay. Ngay bây giờ Như sẽ đi qua câu chuyện thứ hai ha. Thì câu chuyện thứ hai này mình được một bạn nữ gửi về để chia sẻ lại cho quý vị. Thì mình xin phép đổi tên bạn. Mình xin phép đặt tên bạn là bạn Thủy đi ha. Thì năm đó bạn Thủy học lớp 12, bạn phải thường xuyên là học vào những buổi tối, học thêm để mà có thể thu thập thêm nhiều kiến thức để mà đi thi đại học. Khi mà trên đường từ trường về tới nhà của bạn Thủy là phải đi ngang một con đường. Thì ở bên cạnh sát cái con đường này luôn là một con sông cũng khá là lớn. Thì trên con sông này từ khoảng 5 năm về trước là có một cái vụ án. Có mấy đứa nhỏ chơi tắm sông với nhau, nhưng mà không hiểu sao tụi nó đùa giỡn như thế nào thì mới có một đứa trong số đó. Thì đứa nhỏ này là một bé trai tầm khoảng 6-7 tuổi. Thì đứa nhỏ đã bị chết đuối ngay chính tại cái dòng sông này luôn. Và từ cái ngày á, mà đứa nhỏ này bị chết đuối trên dòng sông này thì liên tục những năm sau đó, năm nào á, cũng có ít nhất là 2 cho tới 3 người là phải bỏ mạng ở trên con sông này, bị chết đuối với một cách rất là kỳ lạ. Bình thường khi mà đi học về thì mẹ với ba của Thủy cũng thường xuyên là chạy ra ở gần trường để mà đón Thủy về. Nhưng mà ngày hôm nay do ba mẹ của Thủy có công chuyện đột xuất, không có nhờ ai rước Thủy được hết trơn á, cho nên là bạn Thủy phải tự mình chạy xe về nhà. Thì hồi đó là bạn đi học bằng cái chiếc xe máy cúp 50 á. Khi mà bạn Thủy bắt đầu chạy xe vô trong cái con đường mà cạnh bên bờ sông này rồi, thì bạn chạy được đâu khoảng tầm 100 mét á, thì bạn Thủy mới thấy trước mắt của mình á, toàn là sương không à. Bạn chạy vô sâu thêm 100 mét nữa thì ở trước mặt bạn á, lúc này á, là sương nó đã giăng kín dày đặc rồi. Mà lúc này không phải là quá tối nha, lúc này chỉ có tầm khoảng 7 giờ mấy, gần 8 giờ tối à. Không hiểu tại sao ở trên con đường này ngày hôm nay lại có nhiều sương như vậy. Sương nó trắng mà nó dày tới mức là bạn chỉ thấy được tầm khoảng 2-3 mét ở phía trước thôi, chứ không có thấy đường mà chạy xe luôn. Thì bạn cũng mở hết lốc cái đèn lên luôn, nhưng mà cái xe cúp 50 ấy, cái đèn của nó cũng không có đủ sức để mà xuyên qua màn sương để mà nhìn thấy đường. Khi mà sương phủ dày đặc quá rồi á, thì bạn Thủy bạn mới chạy từ từ, bạn chạy vận tốc mà nó chậm hiều luôn, bạn nói chậm giống như đi bộ vậy đó. Tại vì do lúc đó là bạn Thủy bạn không có thấy đường. Thì bạn mới chạy được tầm khoảng một đoạn nữa thì bạn thấy ở cái phía bên trái là cái phía bên dòng sông á, mới thấy là có một cái đứa nhỏ tầm khoảng 6-7 tuổi mới đứng ở đó. Trên mặt của đứa nhỏ này á, thì nó xanh lét kìa. Quần áo á, thì bắt đầu là nước á, nó còn nhiễu tỏn xuống luôn. Quần áo là ướt nhem ướt nhẹp hết trơn hả. Mà lạ một điều á, khi là bạn Thủy á, bạn di chuyển cái xe thì giống như là đứa nhỏ này nó được đặt trên một cái xe mà nó đẩy theo song với bạn Thủy vậy đó. Bạn Thủy chạy tới đâu á, thì bạn Thủy cũng thấy là cái đứa nhỏ đó nó luôn luôn đứng ở bên trái bạn, cứ liên tục như vậy. Hai bạn Thủy ở bên phải ha, còn đứa nhỏ ở bên trái, cứ song với nhau mà di chuyển vậy đó. Bạn Thủy thấy tới đây là bạn sợ gần chết rồi. Sau đó thì bạn Thủy còn nghe thấy một cái tiếng của một cái đứa nhỏ. Thì cái tiếng này không ai khác chính là từ cái đứa nhỏ mà quần áo ướt sũng kia, nó mới cất tiếng nói: "Chị ơi, cho em Giang về nhà với nha." Khi mà nghe tới đó là bạn Thủy bắt đầu hai tay là giữ chặt tay lái, sợ dữ lắm rồi, không có dám quay mặt qua mà nhìn đứa nhỏ đó nữa. Khi mà bạn Thủy nghe tới đây thì sợ quá rồi, không có dám quay qua mà nhìn đứa nhỏ đó nữa. Bạn cứ chăm bạn nhìn phía trước vậy đó, nhưng mà nhìn giả bộ nhìn vậy thôi chứ sương dày quá, lúc đó bạn Thủy cũng không có thấy gì hết trơn á. Thì bạn cứ cắn răng bạn chạy cố gắng mà chạy nhanh hơn một chút xíu rồi nha. Lúc này thì tự nhiên bạn mới thấy là cảm nhận ở từ cái phía lưng của mình đó, sao mà nó lạnh một cái cách kỳ lạ. Hồi đó thì bạn Thủy bạn dự cảm là có chuyện không lành rồi ha, nhưng mà do tò mò quá thì bạn cũng bắt đầu bạn chạy chậm lại, bạn ngoái cái đầu về phía đằng sau để mà bạn coi cái gì khiến cho bạn lạnh như vậy. Thì đó là chính là cái quyết định sai lầm nhất trong đời của bạn Thủy luôn. Khi mà quay cái đầu lại thì nguyên cái đứa nhỏ hồi nãy nó ngồi ở phía sau yên xe của bạn Thủy luôn. Mà lần này thì khuôn mặt của đứa nhỏ nó không có còn bình thường như lúc nãy nữa, mà hai con mắt của đứa nhỏ nó đen thụi lùi à. Tóc tai thì ướt nhem ướt nhẹp, quần áo thì cũng ướt, nó ướt hết cái yên xe luôn, mà nó ướt gần tới trên cái yên xe, cái chỗ mà bạn Thủy ngồi ở phía trước luôn. Khi mà bạn thấy cái khuôn mặt đứa nhỏ nó kinh dị quá, mà nó còn nhoẻn miệng nó cười nữa nha. Nó cười một cái là bạn Thủy xanh mặt hết trơn rồi. ở xung quanh của cái đứa nhỏ đó nó phát ra một cái ánh sáng, cái màu xanh giống như là xanh nước biển vậy đó, nhưng mà nó xanh nhạt nhạt ha, nó xanh lên ha. Thì đứa nhỏ lại tiếp tục lên tiếng: "Chị chở em về nhà nha." Khi mà nghe tới đây á, là bạn Thủy hoàn toàn mất bình tĩnh rồi, không có cách nào mà kiểm soát được cơn sợ nữa. Thì hồi đó là bạn đang chạy xe, thì bạn lên ga một cái dù luôn. Thì cái xe của bạn nó giật, nó chạy mạnh về phía trước. Thì tự nhiên á, là đụng một cái kình, không biết á, là bạn đã đụng vô cái vật gì. Thì cả người với cái xe của bạn Thủy á, mới ngã lăn ra ngoài đất. Khi mà chiếc xe đang nằm đè trên người bạn Thủy là cũng may thay có một cái tiếng xe Honda rất là quen thuộc. Thì cái tiếng đó không phải là cái tiếng xa lạ của chiếc xe nào hết, đó chính là xe của ba bạn Thủy đã tới đón bạn. Thì khi mà ba tới thì ba lại cũng lật đật, ba đỡ cái chiếc xe cúp 50 của bạn Thủy ra khỏi người bạn, rồi đỡ bạn Thủy dậy. Khi mà cái lúc mà gặp được ba là bạn Thủy vẫn mừng quá trời mừng luôn. Bạn mới ôm ba cứng nhắc hà, bạn mới sợ quá, hồi đó là bạn khóc sướt mướt luôn. Thì ba bạn cũng dỗ dành bạn, cũng kêu bạn là ráng lên xe để mà chạy về nhà đi. Thì bạn Thủy vẫn rất là sợ. Hồi này thì tay chân của bạn Thủy là nó run cầm cập hết trơn hà. Mà còn nhìn lại cái yên xe, là lúc nãy cái yên xe nó vẫn, cái yên xe sau nó vẫn còn bị ướt nhem ướt nhẹp hết trơn hà. Là khẳng định luôn, hồi nãy bạn Thủy bạn thấy là bạn đã gặp ma thiệt sự rồi, chứ không phải là do bạn tưởng tượng hay gì hết. Và có một điều lạ là hồi nãy Sương không biết làm sao mà văn kính không thấy đường hết trơn hà. Nhưng mà bây giờ khi mà có ba tới thì cái màn sương đó đã biến đâu mất tiêu hết trơn à. Có đèn đường chiếu xuống nhìn được rõ mọi thứ luôn. Và khi mà bạn nhìn tới chiếc xe thì bạn mới hết hồn, khi mà chiếc xe được chặn lại bằng một cái cục đá rất là bự. Mà bạn nói nếu mà không có cái cục đá đó thì chỉ tầm khoảng hơn 2 gang tay nữa thôi là cả chiếc xe với cả bạn Thủy đều rơi xuống nước. Nếu mà lúc đó người ba của bạn không tới thì có thể là cái ngày đó năm sau sẽ là cái ngày giỗ của bạn Thủy luôn rồi. Thì bạn cũng sợ quá trời luôn. Nhưng mà cuối cùng thì hai ba con cũng đi được về tới nhà. Khi mà về tới nhà rồi thì ba bạn Thủy cũng rất là lo lắng. Mẹ bạn thì cũng lo chăm sóc quần áo cho bạn, tại vì nãy té là bắt đầu là rách bươm hết trơn hà. Rồi ba bạn mới kể là gần đây nhất là ngày hôm đó bạn Thủy đi học, cho nên bạn không có biết là có một cái cặp vợ chồng đó đi làm ở từ Sài Gòn về thì mới đi qua con đường đó lúc trời cũng tối. Nhưng mà không biết làm sao mà hai vợ chồng đã bị chớp đuối ở dưới đó. Cái xe với cả hai cơ thể của hai vợ chồng đó đều nằm ở dưới nước hết trơn hà. Biết được trên con sông này có rất là nhiều vong hồn, rất là nhiều ma, cho nên ba bạn là mặc dù có công việc rất là bận nhưng phải tranh thủ về thiệt là sớm để mà đi rước bạn Thủy. Tại vì ba cũng sợ nếu mà không may ba không đi rước thì ngày hôm đó chắc hẳn là một cái ngày không may mắn với bạn Thủy rồi. Bạn Thủy nó cũng hên vô cùng luôn, nhờ ngày hôm đó có ba mà bạn thoát nạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai trong ngày hôm nay, cũng đã khép lại trong cái tập truyện này luôn. Nếu quý vị và các bạn thấy hay, có thể để lại cho Như một nút like và một nút đăng ký ở cái phần quả chuông bên dưới để có thể theo dõi được những video kế tiếp nhé. Và nếu quý vị và các bạn mình có những câu chuyện mà mình được nghe, được biết, được kể lại thì quý vị có thể gửi về thông qua Zalo, Facebook và Gmail ở bên dưới màn hình nhé, để Như có thể chia sẻ câu chuyện của tất cả các bạn đến khán giả ở trong và ngoài nước. Ngay bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào.